Trong xã hội hiện đại, việc vay vốn từ ngân hàng hay là các tổ chức tín dụng đã trở nên phổ biến. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với F88 phân tích ưu điểm và nhược điểm của hai hình thức vay vốn là vay thế chấp và vay tín chấp. Đối với tài sản, vay tín chấp không cần bất kỳ một tài sản nào để thế chấp mà các bạn vẫn có thể vay được theo nhu cầu của mình. Và ngược lại, vay thế chấp thì các bạn hoàn toàn có khả năng mất quyền sở hữu tài sản nếu như bạn không có khả năng trả đúng theo hạn khoản vay của mình. Tuy nhiên, vay thế chấp thì thường có ưu điểm lớn hơn vay tín chấp là sẽ có lãi suất vay thấp hơn, có tài sản đảm bảo. Thời gian phê duyệt của vay tín chấp thì thường nhanh hơn vay thế chấp. Thời gian làm việc thì thường từ 3 cho đến 5 ngày. Hồ sơ thủ tục vay tín chấp thì cũng đơn giản hơn vay thế chấp rất nhiều. Tùy thuộc vào mỗi bên quy định mà sẽ có sự khác biệt riêng. Nhưng thông thường thì vay tín chấp chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ như là căn cước công dân, đăng ký xe máy, xe ô tô, hóa đơn điện, nước và một số giấy tờ khác liên quan. Trên đây là một số thông tin cần thiết khi bà con muốn tìm hiểu về vay thế chấp và vay tín chấp. Và nếu như có thắc mắc nào, bà con đừng ngần ngại liên hệ vào số hotline F88 1800 6388. F88 xin chào bà con.